phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Xin trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng tất cả các em học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ. Xin mời quý đại biểu quay mặt về hướng khán đài, bỏ mũ nón xuống, chỉnh đốn trang phục để lễ chào cờ chuẩn bị được bắt đầu. Chào trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng tất cả các học sinh về vị trí. Kính thưa quý đại biểu, thực hiện kế hoạch số 424 ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường về việc tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2023. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường long trọng tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cơ quan ban ngành đoàn thể và toàn xã hội về vai trò ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, góp phần tạo con người phát triển toàn diện. Đó chính là lý do của lễ phát động ngày hôm nay. Đến dự lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lụa, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban tổ chức lễ phát động. Cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và đại diện nhân dân phường 1, phường 2 và phường 3 thị xã Kiến Tường đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo, tôi xin thông qua chương trình lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường. 1. Chào cờ. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Tôi vừa thực hiện xong. 3. Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường. 4. Phát động chạy đồng hành xuất phát theo lộ trình từ nhà thiếu nhi đến đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Theo dòng xoay đường 30 tháng 4 đến công viên văn hóa núi đất và trở về nhà thiếu nhi. Kính thưa quý đại biểu, phần khai mạc lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường đến đây là hết. Tiếp theo xin mời quý đại biểu chuẩn bị chạy đồng hành. Dẫn đầu cuộc chạy đồng hành là đơn vị Ban Chỉ huy quân sự thị xã, sau đó các đơn vị lần lượt đi theo thứ tự xuất phát theo lộ trình từ nhà thiếu nhi đến đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều theo dòng xoay đường 30 tháng 4 đến công viên văn hóa núi đất và trở về nhà thiếu nhi kết thúc lễ phát động. Xin trân trọng cảm ơn.
Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố sập sờn trăm lưới bùa vây. Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên sáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn đau. Trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dày từ lán sông, rào rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắc son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Hòa Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương sống bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi thơ các quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười là đóa hoa đời tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời tròn vẹn ca nói song thống nhất rạng rỡ. Việt Nam, say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dày từ lán sông, rào rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắc son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Hòa hơi phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi thơ các quê hương, ta muốn ca vang bước chân.
những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười là đóa hoa đời tươi thắm tuyệt vời. Đẹp niềm tin mãi mãi, tổ quốc muôn đời tròn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ. Phẩm tới rồi, đói à, đã rã ruột rồi. Rồi ôi trời ơi, công công chị ơi, chị ơi, qua đây là tranh đói không? Tình là tình yêu khi không mà có, tình là tình yêu lúc có như không. Tình son sao như giọt nắng trên cao cho lòng mình, miên man như làn khói. Tình trôi qua như là giống chim bao tình đầu với những cơn mộng du. Tình là tình yêu khi không mà có, tình là tình yêu lúc có như không. Tình trôi đi cho từ lúc quê xưa cho thật nhiều vẫn nhớ chưa nghe cho. Tình trôi đi như trời mỗi nên chi đến hợp nhìn mãi mãi mối tình con. Rồi một ngày tìm xa ôm tình nhớ, tình đẹp vừa mà cứ nói vô vơ. Nhưng mà lòng thì vẫn cứ như thơ, mà cuộc đời thì vẫn cứ như mơ. Này em ơi, có phải lúc ta yêu nên vụng về trái vối trong biển khơi? Này em ơi, em đẹp quá đi thôi, áo hồng trò trắng gió trong hồn tôi. Tình nào chờ em đây đừng vắng, kia tình nào là những ngón tay đàn. Thôi thì mình đành đứng mãi xa trong, lại một lần tình có cũng như không. Chút người sau chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô hình gái đơn toàn dễ đâu làm quên. Lối đi qua nhà em nghe lòng nàng mùi ra lý thật thương. Khi đêm sang đang đóng đóng đường nàng đã đi chưa? Đi lang thang khuya lắm khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư. Hai hôm sau bâng dám như thư, nàng nhận những làm ngơ. Nhớ khi xưa còn tớ, tuy thương thầm gặp nhau cứ lặng cấm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đôi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt trên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Vội vã chiếm tim ta, chỉ một lần qua mà đến đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm vì đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bao nhau rằng
rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau? Đây xa mặt nhau chỉ là ngày tháng nào. Quê xuân là bao, chẳng đợi thời gian buộc tới. Rồi mai đây chẳng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai? Tình đẹp tình mới là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay? Đừng nhạt phai tình ơi, xin tình chớ thêm u hoài. Tụi mình rất vui nha ba. Em sao? Quá rồi. Hay chưa hôm nay chơi bị chưa quá. Chào tạm biệt đi, chào tạm biệt thôi mình rút quân. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo.